Mới đây, nam diễn viên Trần Không đã đăng tải những bức hình khắc tri khoảng khắc anh hẹn vào tụ tập cùng bạn thân Châu Tấn nhân kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh Đài Loan Trung Quốc lên trang mạng cá thể. Trong bức hình, nữ diễn viên hậu cung như ý truyện diện một bộ phục trang sườn xám cổ xưa Đài Loan Trung Quốc, còn Trần Không thì dẫn lên đồ tiểu sang trọng trẻ trung như mọi khi. Ngay sau khoảng thời gian những bức hình được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã để lại comment trên trang cá thể của Trần Khôn. Công gia anh Tấn Gia đã lâu không được nhìn thấy hai người ở bên nhau, nhìn hai người ở cạnh nhau lại nhớ tới thời dư sương như gió lại dư mưa. Đúng là một tình bạn bền lâu, đáng ngưỡng mộ. Tình bạn hơn 20 năm của Châu Tấn Anh Trần Khôn là điều hiếm thấy trong giới giải trí. Trong những năm qua, hai người luôn luôn sát cánh bên nhau trong cuộc sống đời thường ăn công việc. Trước đó, Trần không còn xa re ảnh anh đi du ngoạn cùng Châu Tấn. Hai người cùng làm động tác chắp tay trước đực như thể một cặp nhân tình hạnh phúc thì đúng hơn. Nguồn Sina